Vào chiều hôm qua, đã xảy ra một vụ cháy tại một căn nhà khóa trái cửa trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Thời điểm xảy ra cháy có một cụ bà bên trong căn nhà đã được người dân giải cứu ra ngoài an toàn. Khoảng 15 giờ 45 ngày 30 tháng 3, người dân trên đường Hoàng Diệu, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu tá hỏa khi phát hiện ngọn lửa phát ra từ một căn nhà khóa trái cửa nên đã hô hoán để người dân hỗ trợ dập lửa. Nghi ngờ có người ở bên trong, người dân đã phá cửa xông vào dập lửa. Phát hiện có một cụ bà còn bên trong nên đã đưa cụ bà ra ngoài an toàn. Do lửa bùng cháy kèm theo nhiều khói nên người dân đã điện thoại cầu cứu lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bạc Liêu. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bạc Liêu đã điều hai xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ phối hợp cùng công an thành phố Bạc Liêu, công an phường 1 đến hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút sau, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bạc Liêu có mặt kịp thời khống chế đám cháy, không để ngọn lửa lan rộng. Vụ cháy tuy không thiệt hại gì người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị. Hiện tại cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.